chào quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Hà ơi, hôm nay chương trình mình lại nhận được thư của quý vị khán giả nè. Chà, mỗi lần được thư thì cô thấy là Ngọc Hương vui như là được kẹo vậy đó. Vậy thư nói gì vậy Ngọc Hương? Cô Hà là như em là trẻ con không bằng, vui với là được kẹo. Mà thiệt á, là mỗi khi mà nhận được thư á, Ngọc Hương cảm thấy rất là vui cô Hà. À cô Hà ơi, đây là thư của chị Tâm Thanh ở quận Tân Bình. À chị chia sẻ là gần đây thì gia đình chị có đón một người bà con xa, Việt Kiều á cô. À lâu lâu mới về thăm quê, đi ăn nhà hàng á, thì cả gia đình á, đa phần là ăn những món ăn rất là quen thuộc, dân dã như là rau muống luộc nè, đậu bắp hay là hoa bí đó cô. Mà đúng vậy đó Ngọc Hương, những người xa quê lâu năm như vậy, thường thì khi trở về, họ luôn muốn ăn lại những món ăn mà đã từng ăn từ thuở nhỏ. Phải nói một điều là món ăn Việt Nam của mình rất là phong phú. Nhưng mà cô Hà ơi, em có một đề nghị nha, nhân thư của chị Tâm Thanh thì chúng ta hãy hướng dẫn cho quý vị khán giả một món ăn nào từ bông bí đi cô. Được rồi, và có lẽ vì sự dân dã của món ăn mà thường khi chế biến thì không cần cầu kỳ và mất nhiều thời gian đâu. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị khán giả và Ngọc Hương một món ăn được chế biến từ bông bí mà thời gian thì chỉ trong tích tắc thôi. Ngọc Hương có đồng ý không? Em đồng ý hai tay luôn. Món gì vậy cô Hà? Đó là món gỏi bông bí. Cô Hà ơi, Ngọc Hương không ngờ là bông bí mình cũng có thể chế biến ra món gỏi. Vậy thì nguyên liệu có đơn giản không cô? Rất đơn giản Ngọc Hương. Để làm món gỏi bông bí, nguyên liệu cần có nửa ký bông bí, 200g thịt bò, ớt băm, tỏi băm, mè trắng rang, hành phi, rau răm, cá, gia vị thông thường và đặc biệt là giấm gạo Lisa. Khi chế biến món này thì Ngọc Hương lưu ý ha. Đầu tiên là bông bí, thì bông bí mua về thì mình sẽ lựa những cái bông bí nở vừa thôi, đừng lựa bông bí nở to quá. Dạ. Ha. Rồi mình sẽ lặt bỏ phần đài của bông bí như thế này. Dạ. Rồi và bỏ luôn cái phần nhụy. Còn phần cọng này thì Ngọc Hương lưu ý là mình đừng có bỏ đi nha. Dạ. Mà mình sẽ tước sơ bỏ đi rồi mình giữ lại cái phần cọng bông bí này, ăn nó sẽ giòn giòn và rất ngon đó. Dạ, em sẽ lưu ý điều này. Quý vị khán giả thân mến, khi sơ chế bông bí thì chúng ta giữ lại phần cọng và tước sơ vỏ bên ngoài như thế này để khi ăn bông bí thì có độ giòn. Ngọc Hương biết không, nếu mà muốn có món ngon trong tích tắc thì ngoài việc lựa nguyên liệu cho ngon, chế biến đúng cách thì một điều rất là quan trọng nữa là phải sắp xếp trình tự công việc sao cho thật hợp lý nữa đó. Bây giờ thì Ngọc Hương lặt bông bí và rửa bông bí ha. Còn dạ, cô thì sẽ đặt một nồi nước lên rồi sẽ ướp thịt bò. Dạ. Phần thịt bò này mình cho vào trong tô. Ướp vào đây nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm Asignon, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng tỏi băm và 1 muỗng dầu ăn. Rồi, cô sẽ trộn đều phần thịt bò này lên cho thấm gia vị. Trong lúc chờ nước sôi, thịt bò đã thấm gia vị thì mình sẽ xào thịt bò. Dạ. Cô cho dầu vào đây. Dạ. Thêm một ít tỏi cho thơm. Dạ. Tỏi vàng này chị cô. Tiếp tục mình sẽ cho thịt vào. Mình xào phần thịt bò này vừa chín thôi ha. Dạ. Rồi được rồi, mình tắt bếp đi. Dạ. Mình sẽ cho thịt bò ra đĩa ha. Dạ. Rồi mình chờ khi nào nguội thì mình mới trộn vào gỏi nha. Ngọc Hương xem coi cô Hà làm gì đây. À, cô Hà trần cái phần cuốn hoa trước. Đúng rồi, cô sẽ trần cái phần cuốn hoa trước. Khi mà phần cuốn hoa nó gần chín rồi thì cô mới thả tất cả vào. Rồi sau đó mình sẽ vớt ra. Như vậy thì cả cuốn hoa và phần hoa nó sẽ chín một lúc. Dạ. Thì sẽ ngon hơn. À, cái cách này hay nè cô Hà. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ trần cuốn bông bí trước, sau đó cho cả bông vào. Trần xong thì chúng ta vớt ra và cho ngay vào trong tô nước đá lạnh. Ngừng nhiệt độ nhanh như vậy để làm hoa không bị nhũn mà màu sắc vẫn còn tươi đẹp. Chúng ta sẽ pha nước trộn gỏi theo công thức như sau: 2 muỗng súp đường, 3 muỗng giấm gạo Lisa. Dạ. Và 2 muỗng nước mắm, 1/4 muỗng muối. Cho thêm tỏi và ớt băm. Ngọc Hương giúp cô khuấy tan phần gia vị trong nước trộn gỏi này. Dạ. Tiếp theo thì cô sẽ trộn gỏi ha. Mình sẽ cho phần bông bí này vào. Bông bí thì phải được làm cho ráo nước ha. Dạ. Cho thịt bò. Rồi mình sẽ cho phần nước trộn gỏi này vô từ từ ha. Dạ. Mình sẽ trộn liền lên. Dạ. Cho một nửa hành phi, một nửa mè rang. Mè rang. Và một nửa rau răm. Dạ. Cắt nhỏ. Sau đó mình lại trộn. Dạ. Lên. Và nhìn món ăn á, thấy là đầy đủ chất dinh dưỡng luôn. Có chất đạm của thịt bò nè, có nhiều vitamin của bông bí. Mà màu sắc lại đẹp mắt nữa chứ. Rồi, một ít thịt bò lên đó, cuối cùng ha. Dạ.
Cô sẽ cho lên đây ít mè. Dạ. Ít hành phi. Dạ. Và cuối cùng là đặt một đọt rau răm lên, một cọng ớt cắt sợi lên. Bây giờ cô sẽ mời Ngọc Hương thử món ăn để nhận xét món này ha. Dạ. Rồi, một miếng bông bí nè và một miếng thịt bò. Dạ, cảm ơn cô Hà. Về nguyên liệu thì món ăn này nguyên liệu rất là đơn giản, thời gian chế biến thì chỉ tích tắc thôi, còn không biết là mùi vị món ăn này có đảm bảo chất lượng không nữa. Cảm nhận đầu tiên á, khi mà cắn vào cái bông bí á cô, là cái cuốn á giòn giòn, hoa thì mềm nhưng mà ăn vẫn còn cảm giác là rất là tươi mới, rất là ngon. Thịt bò thì mềm, tất cả các gia vị thì hòa quyện, đặc biệt là phản phất mùi thơm của giấm gạo Lisa. Món ăn này đúng là bữa ngon xanh mát luôn đó cô Hà. Món ngon trong tích tắc. Thưa quý vị khán giả, món ngon trong tích tắc gỏi bông bí hôm nay là một món ăn chế biến nhanh, chi phí thấp mà lại ngon nữa. Chúc quý vị khán giả và gia đình ngon miệng với món gỏi bông bí nhé. Quý vị khán giả hãy đừng quên gửi những cánh thư về chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Thời lượng dành cho chương trình hết rồi. Ngọc Hương và cô Hà xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.